Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bộ đề kiểm tra đánh giá năng lực toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là đề số 8. Chọn phép tính tương ứng với hình. Đây mẫu chúng ta thấy bên này là một ngón tay, bên này là một ngón tay. Vậy là 1 cộng 1 à, 1 cộng 1. Nên đây là cái mẫu. Rồi, cái này là 2 ta cộng cho 1. Rồi chúng ta nối xuống có phép tính là 2 ta cộng với 1. Đây, 2 ta cộng 1 đây. Rồi này là 1, 2, 3. 3 ta cộng với bên này là 2. 3 cộng 2 đây. Bên này 1 ta cộng với lại 1, 2, 3, 4. 1 cộng với 4. Đây. Bên này là 2 ta cộng với 2. Rồi này là 3 ta cộng với 1. Chúng ta qua bài số 2. Điền số cái mẫu đây là mẫu 2 chấm tròn, rồi đây là 2. Ta cộng 1 chấm đầu là bằng 3. Được chưa? Này là 1, 2, 3, 3. 1, 2 cộng với 2. Như vậy tổng cộng bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2. 1, 2. Như vậy tổng cộng là bằng 4. 1, 2, 3, 4. Đây viết số 4. Bên này là số 1, 1. Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5. Viết số 5. Bên này 1, 1, 2, 3, 3, như vậy bằng 4. 1, đây, 1, đây, 1 cộng 1 là bằng 2. 1, 2, 3, 1, như vậy là bằng 4. Đây 1, 1, 2, xuống đây 2, như vậy là bằng 3. Này là 2, này là 3, như vậy là bằng 5. Chúng ta qua bài số 3, điền số. Cái này có một cái hình tròn ghi số 1. Ta cộng với bên này là 1, 2, 3, 4. Số 4. Bây giờ tổng cộng hai bên này là 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là số 5. Như vậy là bên này là 1, 2, 3. Ta cộng với 1, 2, 2. Như vậy là tổng cộng là bằng 5. 1, 2, 3. 3, bên này 1. Bây giờ là 3 ta cộng với 1 là bằng 4. 1, 2 ta ghi số 2. Cộng với lại 1, 2 ghi số 2, như vậy là bằng 4. Cái này là 1 ta cộng với này là 2, như là bằng 3. Ta qua bài số 4, điền số. Bài mẫu 4 ta cộng 1 là bằng 5. Nè. Như vậy là 2 ta cộng với bao nhiêu chỗ này bằng 3. Như vậy là 2 ta cộng với 1 là bằng 3. 2 ta cộng với 2 là bằng 4. 3 ta cộng với 1 là bằng 4. 1 ta cộng với 3 là bằng 4. 1 cộng 1 là bằng 2. Chúng ta qua trang tiếp theo. Chúng ta qua bài số 5. Bài mẫu 2 ta cộng 2 là bằng 4. Bây giờ 2 là 2 cái gì chỗ này? Chúng ta có đây là 2 cái hộp quà. Viết số 2. Bên là 1, 2. 2 hộp quà bên này. Vậy là 2 cộng 2 là bằng 4 hộp quà. Hình này thì chúng ta sẽ có một con vịt dưới này. Được không? Cộng với một con vịt trên bờ. Như vậy là bằng 2 con. Bài này 1 bạn con trai này là 1 cái bông hoa, còn bạn gái này là 1 2 2 bông hoa. Rồi tổng cộng là 3 bông hoa. Hoặc chúng ta đếm theo này được, một người lớn này cộng với hai bạn nhỏ là 3 người cũng được, được không? Bài này chúng ta có hai cái
bong bóng. Rồi, bên này chúng ta có 3 bong bóng nữa. Vậy cộng lại là tổng cộng là 5 cái bong bóng. Bên này 1 2 3 chiếc xe. Bên này là 2 2 chiếc xe nữa. Đấy, như vậy là bằng bằng 5 chiếc. Chúng ta qua bài số 6, nhìn tranh viết phép cộng thích hợp. Chúng thấy là trên cái cành cây này có một con chim cộng với là hai con chim đang bay tới, như vậy là ba con. Rồi bên này chúng ta có 1 2 3 con ếch. Nha. Ta cộng với một con ếch chuẩn bị nhảy qua nữa là bằng là 4 con ếch. Bên này chúng ta có 1 2 3 4 trứng gà. Ta cộng với một trứng gà vừa mới đẻ ra này, này. Cái người ta vải sáng sáng này vừa mới đẻ ra, còn một trứng nữa, như vậy là bằng tổng cộng là 5 trứng gà. Chúng ta qua bài số 7. Điền số cái mẫu. Chúng ta có này, 1 ta cộng 1 là bằng 2. Nè. 1 cộng 1 là bằng 2. 2 này đã cộng với 2 này là bằng 4. Rồi chúng ta qua này. Chúng ta đấy là chúng ta có đây, đây chúng ta lại tính ngược, cái này chúng ta bắt buộc chúng ta phải tính ngược xuống. Như vậy là 5 thì 3 ta cộng cho bao nhiêu chỗ này là bằng 5? Thì 3 ta cộng cho 2. Rồi chúng ta lại tính ngược. Như vậy là con số số 1 ta cộng với số gì chỗ này là bằng bằng 2, như vậy là 1 ta cộng 1 là bằng 2. Rồi bên này là số 3 đúng không? Như vậy là 1 ta cộng với mấy chỗ này là bằng 3, 1 ta cộng với 2. 1 ta cộng với 2 là bằng 3. Bài này dưới này chúng ta tính ngược lên, còn lên như vậy còn này chúng ta sẽ tính ngược xuống. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.